Thế thời gian nó còn còn thời gian, em bắt xe ra Đà Nẵng chơi, rồi gặp một chuyến của những người làm du lịch mới động viên mình ngoài cái gì mà đang có khu vui chơi tốt lắm, đi đi thế là vé còn đang còn thiếu vé rẻ bốc luôn. Thế là đi trong cái chuyến tàu là 39 người, thì trong đó nhà cô có 3 người đi ngắn gọn nha. Thì trong lúc cốt tàu là con cháu là chết liền, cô lên hô hấp nhân tạo, những người cứu hộ trên đó là không không có chút hy vọng nào hết. Thằng cháu gọi bằng mẹ mẹ con trai thì càng ngày càng hô hấp thì càng nóng lên, thấy hy vọng quá chuyển luôn vào bệnh viện đa khoa Đà Nẵng liền để cho bệnh viện làm việc, trong còn những người được cấp cứu. Thì trong đó là mẹ chết, chị chết, còn có một mình con trai thôi. Thì mất liên hệ hết là tại vì úp tàu xuống là coi như là quần áo điện thoại mất hết, không liên hệ được. Thì trong cái đó là có một người ở trong cái hội này, ở đây 8 người đi thì 4 người chết thì còn 4 người sống, thì mất hết điện thoại. Mà có cái anh ấy vợ chết, cái nhớ số điện thoại của người nhà, gọi cái điện thoại về nhà, người nhà đó đến lên báo tin, rồi việc ai người làm cứ thế mà làm tiếng không được, báo nhau ai đi ai ở. Đang ở đấy là bệnh viện nó đối xử rất là tốt, còn cô nó ra ngoài ấy, nó bảo má ơi con không nhờ, không ở ngoài đấy, từ bệnh viện đến người dân đối xử mình tốt không thể tưởng tượng được. Con không ngờ, con đi du lịch thì con đi nhiều nhưng mà con gặp sự cố thì con chưa gặp, lần đầu tiên con thấy người dân được người lắm. Số 1 và bác sĩ chưa gặp bác sĩ để gặp lật mặt ra người nhà coi có đúng người nhà của mình không chứ, thành ra mình chủ yếu mình gặp người nhà. Thì bác sĩ cũng cho người đến vào phòng ngăn mặn đấy mở ra, rồi đúng rồi con. Con khi mà nghe tin mà con cô mất rồi với con lúc đó cô sao? Bàng hoàng quá, không còn biết gì, không còn nghĩ gì, mà không biết là phải làm cái gì trước hay làm sao. Cô gọi điện cho con, cô sang liền để tiếp xúc với các cháu đây. Thì con nó rất là tỉnh táo mà nó năng động, mà nó hiểu biết về vấn đề pháp luật, là nó mở tủ ra lấy giấy tờ hồ sơ cái này bay liền ra Đà Nẵng. Trong cái đó khi bay ra mà nó là dự trù trong nhà đây là đi ra là bốc cô nó phải sợ ép nó về, nhưng mà ra ngoài bệnh viện nó là thôi bây giờ cái này là đại ta. Thì bây giờ nguyên ở cái khu này 4 người mà nghe em về trước, còn 2 người đây ở đây Đà Nẵng tính là hỗ trợ tất cả chi phí Đà Nẵng, rồi công ty xí nghiệp là hỗ trợ nhiều lắm để cho nhà nước lo đi, rồi đến khi nào về đó nhà nước sẽ cứu hộ cho xe đi, công an mở đường mình đi cho khỏi bị kẹt đường kẹt xe, để công an hỗ trợ mình 4 cái xe tặng mình sao, công an đi rẽ đường đi về những đây tốt lắm. Còn cũng là có mấy cháu gia đình của ảnh sao con cô á, cái con anh bị mất đó không? à, con hỏi nọ là nhà này mất là 2 mẹ À, con hai đứa gái con. à, nhà cô chỉ là họ ruột với người đấy. Con có tính một lần con ở lại ăn cơm đi, bắt có cơm rồi ăn cơm luôn đi, cơm nhá, cơm nhảy giờ dọn bắt cơm đập này đâu ăn đó cơm rồi cơm, về cơm nước đây rồi con cứ buổi tối không có phần mấy ngày nữa đâu nhá, không có hỏi với cô con là con nói lúc con thì sao nha. Lúc đó là cô có đi cùng chuyến đó không cô? À không, cô không đi. À, con nghe nói là ở đây là có một người may mắn là thoát chết trong vụ này Cái đúng là không? con trai của cô đó, À, cái là đi ba mẹ con, mẹ và con gái con trai. Thì mẹ con gái chết, thằng con trai sống. À. Rồi lấy là muốn viên cho ông hỏi nó kể chi tiết sợ lắm. Tức nghĩa là có ba mẹ con đi, à. mà cái người con trai thì may mắn sống hay không? À, là anh nào có thể cô chỉ cho con tới xin thông tin được không cô? Con ơi, cô thấy nó bận rộn quá, cô À. cũng chưa biết gì nữa làm nữa. Dạ. Nó chỉ chưa Anh giờ kể lại sao con? Nó tiếp ạ, à. Bây giờ cô lúc kể. này thuyền lật thì cano lật thì sao con? Nó rất là chính xác, nó là người cho nên nó kể hay hơn cô. Người Cô chứng kiến cô ha. Ừ, cô là không chứng kiến được, nó kể bàng hoàng lắm. Dạ. Thôi con dám mà chờ con tí nữa coi. Dạ. Bên mình kia là mẹ của Lan, hai mẹ con đó. Đây cũng là ngày thứ năm, ngày 3 tháng 3 2022, thì là nghi thức tổng quan của chị ra quan từ lúc 4 giờ rưỡi và 5 giờ thì thánh lợi an táng cử hành tại thánh đường giáo xứ Đức Mẹ Hạnh Phúc Giúp là cái giáo xứ đã ở phía trước này con. À, xin chào cả nhà.
thì đây là gia đình mà có hai người tử nạn trong cái vụ lật cano tại cửa biển Hội An nha cả nhà. Ở phía trước mặt cả nhà đây là mẹ của người trong gia đình này, tên là Maria Nguyễn Thị Kim. Còn phía bên này là một chị Teresa là Nguyễn Thị Kim Lan. Hai người đều đã gặp hẹn trong cái chuyến đi du lịch tại Hội An ở nhà. Lập cả nội trường cửa biển không như gia đình bây giờ thì rất là đau buồn mọi người ơi.